ơi hôm mới đến lúc anh em tụi tao nên trở lại, chỉ thẳng lòng xuống một lũ hater đã ngu còn thích gây trở ngại. Khả năng thì không có, tốt nhất im lặng đừng để bị bắt bài. Candy đã on the mark, thứ nào còn sủa tao cho nó tắt bài. Phép cho thằng nào thích lên tiếng rồi đại diện đâu, thi phong là đắc chiến chứ đéo phải nơi đại tiện đâu. Nếu thì tao khuyên tức bước ra đường mà cầm nó lên cầm sau điên, tao cho một phát là thành thầy tơ đủ bảy món. Anh em tụi tao vẫn đứng vững mặc kệ lũ chó vẫn lâm le, chứ kinh là của tụi tao kệ mẹ lũ chó nó vẫn hăm he. Để rap thi phong này sẽ ra sao nếu như tụi tao không khai sáng, trận chiến sẽ không chấm dứt. Hôm nay một tay tụi tao sẽ khai mai nghe xong chắc này tụi mày tự hiểu rằng ai là cầm thú. Về nhà của mày chuyên trị tao bố khách kéo về mấy thằng thầy tú. Tụi mày càng cãi cố càng chứng tỏ là tụi mày ngu. Tuy phong không có phem đâu, đừng có vào đây mà bày trò thích lú. To the B, to the R, on the mic. Hôm nay tao tuyên bố TBR sẽ tỏ sáng không mờ phai. Đó là điều tụi tao khẳng định cho lũ hater muốn nhìn ngay. Tụi mày cứ diss đi phong đi coi thằng nào sẽ còn tồn tại. T to the B to the R on the mic. Hôm nay tụi tao tuyên bố TBR sẽ tỏ sáng không mờ phai. Đó là điều tụi tao khẳng định cho lũ hater muốn nhìn ngay. Tụi mày cứ diss đi phong đi coi thằng nào sẽ còn tồn tại. Im lặng đã đủ lâu, hôm nay tụi tao đi phất cờ, dẹp hết tất cả trở ngại mà cởi phía trước là mây mờ. Khẳng định một lần nữa hôm nay tụi tao đã trở lại, giết hết tất cả lũ chó cản đường tụi tao quay trở lại. TBR đó chính là tụi tao, nếu mày không thích thì cứ chí chứ đừng có hỏi là vì sao. Chẳng phải là du, chẳng là chú, nhưng tao vẫn đỉnh đến trên cao. Nếu mày cây cú, mày tiếp đúng thì cứ ôm mai diện kiến tao. Biết phải làm sao khi trước mắt toàn là mây mù. Tao không phải nói cũng không có buồn, nhưng vẫn cố gắng để gây thù. Hù dọ thì không có, nó khóc thì càng không. Nhưng trong khi đó lũ chó tụi mày toàn nói những điều diễn giống. Lịch sử sẽ lặp lại, một đế chế vẫn còn tồn tại. TBR là một tượng đài đứng vững không bao giờ thất bại. Lịch sử sẽ lặp lại, một đế chế vẫn còn tồn tại. TBR là một tượng đài đứng vững không bao giờ thất bại. Beast my one list, cho mày khấm trên lyrics. Tao cho thêm miệng binh 2000 tiếng tài cũng không khống chế được. Tao biết tao diss, tao không thể chịu vì vương quốc. Tao TBR sẽ phát triển khi đã có thêm nhân tài như tụi tao. Beast my one list, cho mày khấm trên lyrics. Tao cho thêm miệng binh 2000 tiếng tài cũng không khống chế được. Tao biết tao diss, tao không thể chịu vì vương quốc. Tao TBR sẽ phát triển khi đã có thêm nhân tài như tụi tao. Và tao là nhóc sông đến từ Chí Công Rap, là thằng khai mạc đất chiến đầu tiên xây dựng vương triều Tiên Phong Rap. Rap không đỉnh nếu có quen, thằng nào đụng là tao trụng. Bắc sông Nam sông núi đồng bằng hỡi, khi tao trụng là mày rụng. Tụi tao mạnh mẽ như hổ rừng xanh, đập đốt triều đại những chó nào ganh là khiến mãi thêm cái quen tài chung luôn sự sống. Chó trẻ ra mày hỏng tối biếu khi phiêu nhảy tao, tại sao mặt mày lúc càng tái xanh. Nên chó về cãi ăn luôn biết tao, công nhận trình độ của mày lái nhanh. Thằng nào cay thì cứ ra mặt, hôm nay anh em tụi tao phát cờ. Khi nước tình chó lên diện hay đờ gần xa, tụi tao bắt gì không những én mây mờ. Mày muốn giết tao à không, dở trình độ của mày nó lớn cỡ nào. Chơi trong game ảo đi trước đi sau, nhưng cái level vẫn ngang hàng nhau. Cùng độ của chó cũng có giới hạn, giờ đã hết thời. Còn muốn mày cao, mày muốn đi sao, mày muốn dập tao. Nếu có bản lĩnh ra sang bằng tao. Và TBR là cái tên đại diện chứ đáp với tên miền rap. Đâu không tin thì cứ search Google chứ ngu mà đi đi dụ tao. Chết cho miền đầu T to the B to the R on the mic. Hôm nay tao tuyên bố TBR sẽ tỏ sáng không mờ phai. Đó là điều tụi tao khẳng định cho lũ hater muốn giành ngay. Tụi mày cứ diss đi phong đi coi thằng nào sẽ còn tồn tại. T to the B to the R on the mic. Hôm nay tụi tao tuyên bố TBR sẽ tỏ sáng không mờ phai. Đó là điều tụi tao khẳng định cho lũ hater muốn giành ngay. Tụi mày cứ diss đi phong đi coi thằng nào sẽ còn tồn tại. Một mai một biết cộng thêm bốn, chứng minh bất tử đụng tới đi phong là tao cho mày bế tắc và thắt thủ. Thằng nào dám cản đường tao nã cho nó chết hết. Cùng hồn thì chết đường ra, con chừng xét tụi mày nó chết xếp. Anh em tao là chiến binh không chỗ dựa, nhưng chắc thiện chí tượng đài đi phong vẫn đứng. Khi nghe tụi tao gọi là đáp chiến, thích thì cứ bước và anh em tao lúc chào đó. Không phân biệt đẳng cấp, thằng nào muốn trộm là tao đón chào. Tao đến với rap với tư cách là người yêu âm nhẹ. Tao không đợi lời thanh cùng bài trò lão chơi kiếm đâm toàn là tao lấy móc tượng đài cho mày ý trên đầu web mày. Mày còn cắn sẻ như chó điên, dù có chừng ba mày nhổ khoẹt. Hôm nay tụi tao xây dựng đế chế mới cho Tiên Phong Rap. Thiên thời đi lợi dịp hết phong bà bão táp, và tụi tao kê chạy mấy đất Tiên Phong luôn cấp bình thường. Thằng nào phán đối mang chiến trên đó là chiến đéo có hòa thuận. Miss my one list, cho mày khấm trên lyrics. Tao cho thêm miệng binh 2000 tiếng tài cũng không khống chế được. Tao biết tao diss, tao không thể chịu vì vương quốc. Tao TBR sẽ phát triển khi đã có thêm nhân tài như tụi tao. Miss my one list, cho mày khấm trên lyrics. Tao cho thêm miệng binh 2000 tiếng tài cũng không khống chế được. Tao biết tao diss, tao không thể chịu vì vương quốc. Tao TBR sẽ phát triển.